Anh xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì chiều hôm nay cũng mát đó cả nhà ơi, mấy anh em mình đi kiếm một ít cá nha cả nhà. Thì được hở mình bắt cá đây nè cả nhà, theo con nước, cái nước ở trong cái mương này nè cả nhà. Ở đây là người ta nuôi cá, ấy cái hầm chứ lộn, cái mương lộn mà cả nhà, cái mương là bên kia. Ủa cả nhà thấy cá ngớp nheo ghê không, quá trời cá luôn. Ôi ôi nó nhảy kìa, bữa nào mình đem ta lưới qua đây mình giăng mới được. Thì hồi tối hôm qua trời mưa đó cả nhà, thì có nước đó cả nhà ơi, nên mình sẽ đem cái thùng qua đây mình kiếm một ít cá nha. Đây, ôi bữa nay nước nhiều ghê luôn á mọi người. Ý, em mười hai, con cá lóc kìa, con cá lóc kìa. Đây, đây mọi người ơi, thì ra là nó theo cái đường nước nè mọi người. Đây, mưa đây mọi người ơi. Thì ra là nó bị nó lóc ra đây rồi, nó lóc không được nữa vậy cả nhà ơi. Ơi ơi ơi, đây cả nhà, thành quả của mình bắt đi rồi em, đã quá à. Để hỏi mình cũng ở đây có cá lóc nữa đó, múc nước đổ vô cho nó sống. Nước hả? Ừ. Miếng nữa. Ý, tình tiên. Bữa nay nước nhiều nè, nãy giờ mình thấy cá ngớp lắm luôn mọi người. Cả nhà cùng theo chân mình để bắt cá nha. Mình chụp như thế này nè. Mệt mọi người ơi, chàng tán than. Đây mình phải chậm nó thật chắc mới được mọi người. Đây là cái nhà cá lóc đồng nha. Đúng không 12? Cái này ngoài đồng thì cá lóc đồng chứ. Yeah. Mà im, ý, bên đó có con cá nó mới quẩn nữa kìa. Nãy mình thấy con cá nó quẩn trong đây á. Ôi, 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 ôi. Ôi. Cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Này, ghê chưa? Mình bắt ta cá bằng tay. Ghê ghê ghê, cỡ này mình chụp cá ghê lắm nha mọi người. Ơi ơi, anh mình hai. Em bị mắc cạn rồi, mắc cạn rồi mọi người ơi. Kìa kìa kìa, ôi con cá rô nó lóc dữ rồi kìa. Dễ dàng luôn nha. Ủa em cá rô nữa nè. Em cá rô đang rồi. Đây. Đây mọi người. Em đang lội luôn nè. Đây. Quả của mình. Mệt quá. Quay anh 12 quay cho quanh cho mọi người coi thành quả đi nha. Ừ.
là có ngon không luôn á mọi người. Có không ngon không luôn á. Mấy con cá này nó bị mất cạn rồi 12 ơi. Đây. Đi nha. Nó lội mệt quá sao. Đây nè mọi người. Nhảy đi. Nhảy tới công chuyện liền á. Mệt quá mọi người. Mình đi chỗ khác luôn nha. Kiểu như là cái bàn chân của người ta đi á cả nhà. Cái lốc vô như là cái dụng cái hang vậy đó, tưởng là cái hang á. Ê, đây đây 12 ơi. Đi. Ôi nãy thấy cá ổ gàng luôn rồi. Ôi, con dâu. Con dâu mọi người ơi. Ghê quá. Mình né ra nha mọi người.
Sao đâu? Nó với cái lá ngò muống á. Nào. Nãy thấy nó đâu với cái lá ngò muống á. Quá ngầu. Ơi, ơi, anh mới thấy cái gì? Không có đâu. Dính. Này mọi người ơi, ơi đừng có nhảy, đừng có nhảy. Thôi em đi lên, em sợ em xấu quá, em chạy ra không có được. Đây nha mọi người, mình lại coi. Ô, con cái nó mới nhảy kìa. Thôi đi chỗ khác đi, em xấu ghê quá à. Cái hùng của mình đâu rồi? Bữa nay hên chứ bữa bắt con câu. Không phải, tại vì hôm qua mình đi giăng lưới á, cái chú xịt cá chú chỉ bên đây nè cả nhà, mình mới biết chỗ mình qua đây mình bắt á, chứ mình đâu có biết đâu. Thôi qua đem của mình bắt luôn nha. À, đem văng là hết sách tiêu. Ủa chị cái anh mới thấy nhiều đất à? Văng cái ông tâm hết sách tiêu. Cả nhà thấy không? Nhiều nhiều hết. Bên đây nó sạch hơn bên bển đó mọi người. Bên bển nãy nước nó bèo, nó bọt quá nên thôi mình xuống đây mình rửa mình với cả nhà ơi. Để dép luôn. Nước này mọt cá lô kiến quá mọi người. Ủa, cá lô kiến nhận 12. Tôi nhét ra. Thế là mình có một món cá lóc nướng. Cá lóc nướng chui hay là cá lóc kho quẹt nha mọi người. Dơ quá ta. Bữa sơ sơ thôi, về nhà mình chà luôn mọi người. Vô thôi cả nhà ơi.